Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải của mình nha. Di Khải chúng em buổi xem video vui vẻ mà. Ở video này thì Khải đang làm một acc thiếu lâm nè. Acc thiếu lâm này được Khải chuẩn bị, Khải sẽ nói chung là thiếu lâm thì anh em biết rồi, cầm sói cho bang nè. Tại vì acc đường môn của Khải, Khải mới mua acc đường môn thì acc đường môn không thể nào mà đánh được nè mà. Acc đường môn không thể nào mà di chuyển sói và di chuyển mà hướng dẫn em xây này xây nọ là đánh được. Nên là Khải quyết định lấy acc thiếu lâm của Khải cũng sắp 94 rồi. Cái mạch này thì nói chung là Khải chuyển thiếu lâm chuyên búp và cực kỳ trâu để đánh tống kim quân đỡ sau đây đỡ dẫn sói trong bang nè, chung là dẫn dắt anh em trong bang đánh. Thì Khải sẽ dùng mạch thiếu lâm này và Khải sẽ ép đồ, Khải đã chuẩn bị ít đồ, chung đồ thì cũng chả có gì nè mà cứ kháng họ trong một Khải quốc thôi đó. Là bây giờ được rồi, thiếu gì không, đôi giày thấy được Khải thấy sao cũng sao. Ok, lên đạo được hai đội tên đội đội tiến lên nhanh và được hai thanh tiến lên à, một cái chương này không phải thiếu được. Đã có cả này thứ lăm là chỉ cứ càng trâu càng tốt nè. Rồi đó, sẽ tiếp tục thanh chương này nè, chương này rất là lợi hại cho bang luôn. Đã ở server khác thì không biết sao, nhưng server này là cái skin này nó giống như là một kiểu thanh âm như thế, thanh âm ngâm mây là cái đòn bắt đầu minh dương này mình có thể boost cho cả bang luôn thì bang sẽ khỏe hơn nè. Không biết server khác như thế nào, server này là được như vậy đó. Này thì khả tăng còn hai điểm đi chăn rồi đấy thôi, đa số là cầm bang cầm sói thôi nên là không làm gì hết. Rồi khi nào lên cấp thì sẽ tăng những cái này nữa, lấy hiệu ứng chống phái này đọc rồi à. Hãy dùng cái điểm tăng của nó vài điểm rồi lấy khoảng 20 hiệu ứng chó này. Hôm nay lấy 20 hiệu ứng chó cũng ok đấy, mình tự bút tay một tí. Một điểm trăng này. Sẽ có tiện đổi tên luôn này. Rồi lên cấp thì tăng tiếp. Rồi thầy sẽ tăng 165 đủ cầm chơi cấp 10, có chơi cấp 10 200 luôn à, đủ sẵn chơi cấp 10 200. Nếu như vậy thì khỏi mang chơi cấp 10 luôn nè, khỏi mang chơi cấp 10 luôn, tăng khoảng 165 đúng rồi, 165 được rồi, 165 hơi cao, 110 sức mạnh thôi, đủ thay đồ ra vào được rồi, không còn nhiều nữa. Đó, 110 sức mạnh đủ mang đồ ra vào thôi. Tại vì Khải sẽ mang một tay đai lưng. Đó, với cái giày, giày này thì tiệm sẽ tiệm đôi giày khác. Khải có một đôi giày mà với sức mạnh bao nhiêu? 165, chúng ta chỉ này 200 sức mạnh. Ép là nó trâu nè, ép xuống tới là nó trâu. Thì đôi giày thì Khải có thể kiếm được đôi giày khác cũng được. Sinh khí thôi. Châu bỏ vừa sói vừa chủ động bút chó nè nè. Đó, ví dụ như tranh bút chó. Đó, như tranh bút chó. Tạm giờ thì một ít đồ chưa có, đã gần cái tránh thêm. Tầm này chỉ được Khải chủ yếu lên cái áo với cái đai. Đó, ba món này thôi, dây chuyền. Tháo này ra không đủ kháng hỏa. À, nói chung là dư sức rồi nè, không sao. Rồi, xuống đảo và được Khải đi tìm ít đồ rồi đó. Cho anh em xem set đồ lại sau nha. Rồi đổi tên rồi nè.
Thôi khỏi cần đổ tên này. Tên này được rồi, khỏi cần đổ tên luôn. Ok anh em, sau khi đi tìm đồ xong thì Hải cũng xong Act 5 đỡ tầm sói cho bàn. Nói chung thì Act 5 tầm sói cho bàn trả cần nhiều nè. Cứ càng cho càng tốt, kháng càng đẹp càng tốt. Đó, chủ yếu đi bút cái hiệu ứng bất động minh dương cho bang. Bút cái này là cho bang được nha anh em. Đó, bút liên tục cho bang. Bang sẽ được cái dòng xung quanh này anh em thấy không? Đó. Dòng này cắt vô người thì khác là châu. Rồi. Anh em xem. Đó. 75 cộng 1, cộng loi 75. Cắt cả 24. Đây nè. Dạ thôi. Giờ lên cắt thì cố gắng tên vào sư tử hống đỡ bút làm chó nè. Bút làm chó đối phương chiêu số 4. Đó, giao tranh đúng mình bút nè. Bút cái chón hay không thì tùy nè. Chón được thì tính của anh em tốt, còn không được thì thôi cũng chả sao. Đó, anh em thấy quái bị chón. Nếu mà thằng mắt được chiêu này nữa là đi cầm bút hơi bị đẹp anh em. Mắt được chiêu này nó hơi bị đẹp luôn. Nó bút chón đánh sống mấy phần trăm lần. Rồi ok. Trước khi anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ, đỡ Khải sẽ cầm ạch này đi làm sói nha nè. Chứ không bao giờ mà cầm ạch đường môn sói được, tại vì ạch đường môn yếu quá, cầm sói là chết ngay. Ok, Khải sẽ cho nó lên 700. Rồi, trong thì cái bóng này sẽ căng lôi thôi, không có gì hết. Rồi, sẽ đưa cái này vào. Rồi, Khải sẽ người này. Rồi, lên 700 thôi nè. Ngày mai sẽ cho vô 3. Ạch này sẽ cầm sói. Này sẽ khá là trâu, máu trâu vãi rồi, máu 9.5 kèm ngày 10 chắc mười mấy ca nữa. Được, Khải lên kèm ngày 10 thì bao nhiêu ca? Bảo đảm với em ra khóc rác rất là trâu luôn. Máu bút 4.5 vãi trưởng. Bát mạch chân kinh lập danh. Hai. Nơi trường bài. Anh em thấy kháng ok chưa? Thì cứ kháng tầm này thì kháng hồi 15 cộng 1 là kháng loài mắt mà thôi, tại vì giao tranh thì đa số thì gió đang thành mấy thì nhẫn nhiều lắm. Phòng thủ thì 24 lại mấu cũng khá cho nên là cũng không sợ phòng thủ lắm. Hai lên 3 sẽ được 13 ca máu không? Mang được 13 ca máu. Đâu 14 ca máu, quá trâu, quá xuất sắc nè, quá xuất sắc. Đó. Như vậy thôi. Đó. Rồi kháng được bao nhiêu? Có ngày 10 phô độ chắc được 75 cộng 2 nè. Ngày 10 phô độ mình hơi cùi nữa là nó không được lên cộng 2. Gặp phổ đồ ban chất cộng 2 á nè. Nếu mà gặp phổ đồ ban chất cộng 2 á sẽ được cộng 2 đấy. Rồi, nói chung thì Khải sẽ ở video tại đây nha. Anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ Act Thiếu Lâm này, chuẩn bị cầm đỡ sói nha anh em. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ, bye anh em.